Không, kính chúc xì. Đó, bên bên cái máy xanh là nhà dòng đó, tu viện đó. Thật. Đây chứ là cũng là lần đầu tiên mình lên đây đó, mấy lần trước cũng có dịp mà không có lên. Chai chuông ở tầng dưới và cái dây này là hai chai chuông nữa. Bên này là chai thứ tư. Lên luôn. Hội Đức Mẹ, hội con Đức Mẹ của Dương.
Oh.